đi đám cưới cùng mẹ thì gặp mà mẹ của chồng em ở trong đám cưới. Mẹ chồng em thì cũng nói vui đùa một câu là: "Ôi nhìn cháu lớn quá, cháu có muốn làm con dâu bác không?" Đó. Em không biết là nhà mẹ chồng em có chồng em luôn á. Em cũng nói đùa lại mẹ em là: "Dạ cháu có." Xong rồi hôm đó bác về, chắc là bác cũng cho số điện thoại cho chồng em. Thì hai hôm sau thì thấy nick Facebook của chồng em kết bạn với em. Anh cũng hay chụp hình tự chụp cho em lắm, gửi hình cho em thì trên hình em thấy đẹp trai quá trời. Trên hình em thấy đẹp trai quá trời. À, da trắng này mê rồi, da sắc to này, dáng body xăm búi cao cỡ 1m8 á. Ôi, mà bộ đội mà da trắng hả? Dạ đúng rồi. À. Em không biết lại chỉnh qua make up nữa. Anh hẹn em là anh đứng ở trước cổng nhà chờ em rồi mình đi chơi. Thì hôm đó em tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp lắm, đi ra để đi tìm anh ấy. Thì em chẳng thấy anh đâu cả. Thấy cái mối cái chiếc xe máy đang có một người, có một người đàn ông đang ngồi trên đó, giống như một ông chú vậy đó. Giống như một ông chú vậy đó. Vừa lùn vừa đen, lại còn tà nữa. Cái em tính chạy lại hỏi là: "Chú ơi chú, chưa có thấy cái anh cao to đẹp trai nào đứng đây chờ con không?" Cái anh quay lại, anh bảo: "Ủa em hả? Lẹ hả? Ủa anh ngoan nè." Em đứng hình mất khoảng độ 5 giây ấy. Sao em nghĩ ông đồ là hay là mình quay xe nhỉ? Sao cái em bảo là mình quay xe lúc này thì chắc là mất lịch sự lắm. Thôi ráng đi chơi với anh đêm nay đi rồi mai quay xe sau. Có hai thứ trong cuộc đời chúng ta không thể bỏ lỡ. Một là người, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thực sự quan tâm đến bạn. Thì em thấy từ trước đến giờ có chồng em là người quan tâm em nhiều nhất, thật lòng nhất, thì em cũng không muốn bỏ lỡ chồng em. Cái đêm đó về em tỏ tình với chồng em luôn. Vợ chồng vừa bước ra có nghe một cái câu nói của cô em gái của Quốc Thuận không? Mọi người có nghe không ạ? Ôi dồi, cô dâu xinh quá anh ạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho xin phép em được gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, đến chị Thanh Vân và chào toàn thể các đồng chí khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Văn Hoàn, hiện tại thì đang công tác tại đơn vị sư đoàn 9 của quân đoàn 4. Năm nay em 31 tuổi ạ. 31 tuổi? Dạ. Còn trẻ quá luôn á. Nhưng mà cái cấp vị của Hoàng đó là gì ạ? Chức vụ của em là đang là phó đại trưởng. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân ạ. Em xin chào tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Lệ ạ. Năm nay em 27 tuổi, em ở Thanh Hóa. Công việc hiện tại của em là giáo viên tiểu học ạ. Hiện đang công tác tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn ạ. Cảm ơn em. Đây là mình gặp một cặp đôi là trai tài gái sắc đúng không anh? Đúng. Trời ơi, tuyệt đẹp luôn ấy. Mà anh thắc mắc đó Vân. Dạ. Anh thắc mắc là anh thì là làm trong doanh trại quân đội. Dạ. Mà đây thì là làm giáo viên. Cái gì, cái cơ duyên nào mà gặp nhau ta? À đúng rồi. Sao mà gặp được nhau vậy? Đúng không? Vâng. Dạ. Thật ra thì hai vợ chồng em ấy, là cùng quê với nhau. Mà ngoài quê là chúng em là hàng xóm với nhau ấy ạ. Nhưng mà vì anh lớn hơn tuổi em cho nên là từ nhỏ đến lớn em không bao giờ gặp anh cả. Mãi khi em đi vào trong Sài Gòn, em đi công tác á, thì em đi đám cưới cùng mẹ, thì gặp mẹ của chồng em ở trong đám cưới. Mẹ chồng em thì cũng nói vui đùa một câu là: "Ôi nhìn cháu lớn quá, cháu có muốn làm con dâu bác không?" Em cũng không biết là nhà mẹ chồng em có chồng em luôn á. Em cũng nói đùa lại mẹ em là: "Dạ cháu có." Xong rồi hôm đó bác về, chắc là bác cũng cho số điện thoại cho chồng em. Thì hai hôm sau thì thấy nick Facebook của chồng em kết bạn với em. Thời gian đầu á, là đâu có được gặp nhau đâu anh. Nói chuyện qua Facebook là khoảng tầm phải tầm 4 tháng. Thì trong quá trình nói chuyện với nhau ở trên điện thoại á, thì em không có bao giờ gọi video call cả. Nhưng mà ảnh có gọi video call cho em không? Anh gọi video cho em nhưng mà em không chấp nhận. Em chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi à. Em cũng ức chế lắm. Không làm gì được. Bây giờ bạn nữ em khó tính lắm. Vợ em khó tính lắm. Dạ. Rồi đến lúc lần đầu tiên nhìn mặt anh ấy thấy sao? Dạ, anh cũng hay chụp hình tự chụp cho em lắm. Gửi hình cho em thì trên hình em thấy đẹp trai quá trời. Trên hình em thấy đẹp trai quá trời. À, da trắng này. Mê rồi. Cũng dạ, mắt to này. Dáng body xăm búi cao cỡ 1m8 ạ. Ôi, mà bộ đội mà da trắng hả? Dạ, đúng rồi. Em cũng không biết là anh chỉnh qua mấy cái app nữa. Bây giờ hỏi Hoàng nè. Dạ. Lúc đó là anh dùng app gì? Anh dùng có dùng app không? Hồi đó em cũng chỉnh sửa dữ lắm anh. Trời ơi. Sao lại em sao tính? Ủa nhưng mà đến bao lâu thì mới gặp mặt thật?
Tụi em nói chuyện với nhau cỡ 5-6 tháng gì đó. Thì tụi em mới hẹn nhau gặp nhau. Anh hẹn em là anh đứng ở trước cổng nhà chờ em rồi mình đi chơi. Thì hôm đó em tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp lắm, đi ra để đi tìm anh ấy. Thì em chẳng thấy anh đâu cả. Thấy có mỗi cái chiếc xe máy đang có một người, có một người đàn ông đang ngồi trên đó. Giống như một ông chú vậy đó. Giống như một ông chú vậy đó. Hậu quả của việc xài áp đó nghe chứ. Vừa lùn, vừa đen, lại còn tà nữa. Cái em tính chạy lại hỏi là chú ơi chú, chưa có thấy cái anh cao to đẹp trai nào đứng đây chờ con không? Cái anh quay lại, anh bảo, ủa em hả? Lệ hả? Ủa anh ngoan nè. Em đứng hình mất khoảng độ 5 giây ấy. Xong em định, em nghĩ trong đầu là hay là mình quay xe nhở? Xong cái em bảo là mình quay xe lúc này thì chắc là bất lịch sự lắm. Thôi ráng đi chơi với anh đêm nay đi rồi mai quay xe sau. Lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời đó, dạ, thì thấy cô ấy như thế nào? Em lần đầu tiên em gặp cô ấy ngoài đời thì em không gọi là vỡ mộng mà em thấy bất ngờ. Bất ngờ gì? Bởi vì cô hôm đó cô make up cô mặc đẹp lắm. Đẹp quá. Hơn cả hôm đi đám cưới, xinh quá. Đêm đó đi chơi thấy làm sao? Đêm đó thì em chở vợ em đi ra bến Nhà Rồng với ra chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ quận Nhất anh. Thì đi chơi thì hai đứa hôm đó là cũng trời mưa. Mưa thì bắt đầu mới đi đến chỗ đó trú. Thế là em cũng ngồi nói chuyện gặp vợ em là em bớt run à. Cho nên là em nói chuyện được nhiều lắm. Vợ em thấy cũng khoái khoái. Hai người lúc đó là đã cảm thấy thích nhau luôn chưa? Hay là phải một thời gian sau mới thích? Dạ thì hình như là hôm đó em cũng đã thích anh á. Cũng có tình cảm. Tại vì lúc đầu thì gặp hơi vỡ mộng thôi. Nhưng mà sau khi anh chở em lên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ạ, thì ngồi nghe anh kể chuyện thì anh kể chuyện nghe rất là dễ thương. Em cũng thích. Xong rồi em cứ thấy anh, ủa cái anh này kỳ ghê, xuống chơi với mình lâu như vậy, dành thời gian mình cho mình nhiều như vậy, cũng hay tặng quà mình vào các ngày dịp lễ vậy mà không thấy có tình gì với mình hết. Đợt đấy bạn em có dẫn em đi xem một bộ phim ở chiếu rạp á, đó là bộ phim Mắt Biếc. Thì cuối bộ phim có cái câu đó là có hai thứ trong cuộc đời chúng ta không nên bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thực sự quan tâm đến bạn. Thì em thấy từ trước đến giờ có chồng em là người quan tâm em nhiều nhất, thật lòng nhất, thì em cũng không muốn bỏ lỡ chồng em. Cái đêm đó về em tỏ tình với chồng em luôn. Rồi lúc đó là Hoàng phản ứng sao? Dạ em thì đồng ý ngay anh. Đồng ý ngay kéo lỡ. Chuyến xe cuối cùng. Dễ dãi thật sự. Chuyến xe cuối cùng em không lên thì lỡ mất chuyến xe là sao? Đúng rồi. Em phải đồng ý ngay. Rồi hai bạn quen bao lâu thì mới cưới? À, chính xác thì khoảng hơn 3 năm ấy. 3 năm 2 tháng vậy. Sao lâu dữ vậy? Bởi vì ở cái cuộc tình đó nó còn một cái đoạn chia cách ấy. Chia cách. Cái khúc đó là cái khúc mà vợ chồng em chia tay. Một ngày đó là cũng đẹp trời. Thế là em hết thời gian em phải về đơn vị. Mà vợ em hồi đó kỳ lắm. Cứ đến cái lúc mà em về ấy, là kiểu gì cũng tìm cái cớ gì để giận. Thế là em về xong rồi tự dưng hai đứa im lặng thôi, không có ai nói chuyện với ai hết. Mà hồi đó em mới có 23 tuổi à. Em sợ cưới lắm, đang còn nhỏ tuổi lắm. Thấy anh bảo cưới em sợ. Xong rồi anh nói cưới là anh bảo là cưới xong thì em công tác ở Hóc Môn, thì mình cưới xong thì mình về Bình Dương mình công tác. Và trong khi đó anh làm ở Củ Chi, em thì công việc ổn định ở dưới Hóc Môn rồi. Em không muốn về Bình Dương. Tụi em không thống nhất được cái việc cưới xong thì ở đâu. Thì tụi em cũng cãi nhau rất là nhiều lần. Lúc đó tụi em tạm chia tay nhau một thời gian. Nhưng mà bây giờ hỏi Hoàng là tại sao Hoàng lại chủ động quay lại? Thì nó cũng là trùng hợp với cái đợt đó bị cao điểm dịch đó anh. Thì em mới lại nhớ đến vợ em. Em bảo bây giờ nếu mà dịch giã như vậy mà vợ em ở trên thành phố, mà cái chỗ mà trung tâm dịch, cái vùng đỏ ấy, thì em cũng lo. Thế là em mới quyết định là mạnh dạn gọi điện thử xem vợ em còn chặn máy, chặn số của em được không. Thế là hên quá, mở máy rồi. Tại sao lại mở máy? Dạ, tại thời điểm dịch đó thì em cũng lo cho chồng em ạ. Tại vì là chồng em thời điểm đó là cũng đi tham gia chống dịch với đồng đội, đi phát lương thực cho dân á. Em nghĩ là công việc của chồng em như vậy thì rất là dễ bị dính bệnh Covid. Thì em nghĩ là có rất là nhiều người ta phải chia ly nhau trong cái thời điểm dịch đó đó. Đúng tại rồi. Sao mình đang còn nhìn thấy nhau mà mình lại không nói chuyện với nhau? Đúng rồi. Thế nên là em mở chạm ra và em nói chuyện với chồng em. Trời ơi, nghe xúc động quá.
Như vậy là chắc sau bao nhiêu sóng gió thì cái đợt này quay lại là coi như là cưới luôn chứ đúng không? Lúc đó thì bọn em về cũng báo với gia đình, xong rồi hai mẹ cũng đi xem ngày, rồi cứ thế hai bên gia đình dục dịch lo đám cưới cho tụi em. Thì tại vì là đặc thù công việc của chồng em là suốt ngày ở trong đơn vị, không được ra ngoài như những cặp đôi bình thường á, và cũng như cái tưởng tượng của em trước khi cưới á là sẽ rất là hạnh phúc, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi chọn váy cưới này, rồi cùng nhau đi chọn thiệp này. Nhưng mà đến hôm đó thì thật sự thì em rất là buồn và tủi thân. Ban ngày thì em đi làm, hết giờ làm thì em tranh thủ thời gian để em đi thử váy cưới. 8-9-10 giờ mà em vẫn đang còn lang thang ngoài đường để đi tìm tiệm chụp hình với tiệm váy cưới. Tự em đi đặt thiệp cưới, tự em đi lấy nhẫn cưới. Nó rất là buồn. Dạ. Chị rất là hiểu cảm giác của em, ngày xưa chị cũng vậy á. Đôi lúc em cũng tự động viên mình là chồng mình ở trong đơn vị là chồng mình đi làm mà, đâu phải đi chơi đâu. Thực ra đối với vợ chồng em thì cái hoàn cảnh và cái tư tưởng ấy là em đã chuẩn bị trước cho vợ em rồi. Mạnh mẽ, dũng cảm mà chấp nhận lấy em ấy, thì sẽ có rất nhiều chuyện mà vợ em phải làm một mình. Đấy, trong khi đó đến cái giai đoạn gần cưới thì em biết là vợ em rất là tủi thân. Cho nên là trong những lúc mà lựa đồ đó thì em có gọi điện rồi hai vợ chồng trao đổi trực tiếp. FaceTime là mình qua hình ảnh đấy. Hai vợ chồng cùng thống nhất, cùng lựa chọn. Vậy là vẫn có cái sự đồng thuận với nhau. Sau khi kết hôn xong thì mình có bị vỡ mộng không? Cái cảm giác của mình nó kiểu như mình có hy vọng về một cuộc hôn nhân làm cho tình yêu nó thăng hoa hơn, nhưng mà nó lại không được như vậy. Có, em vẫn bị vỡ mộng ạ. Em cũng đang phân vân là không biết mình có chọn đúng hay chọn sai không. Đến nay là vợ chồng em là cưới nhau được 3 tháng 20 ngày. Ô, mới cưới đã rất là son luôn. Ôi son lắm luôn. Đã 2 tháng đầu thì em vỡ mộng, nhưng mà sang tháng 3 thì em cũng quen dần rồi. Dạ. Không, bây giờ mình phải hỏi bây giờ tới cái phần đặc biệt đi. Đặc biệt. Mới có 3 tháng ở với nhau à. Chắc có lẽ là những cái vỡ mộng á, những cái tật xấu á, chắc nó chưa có chưa nhiều đâu. Đúng rồi. Anh tính hay cầm ràm á chị. Kiểu giống như bệnh nghề nghiệp á. Miệng cầm ràm nhưng tay vẫn làm. Một cái tính là hơi nhây. Nhà của em ở là cái nhà vệ sinh nó bị hỏng khóa. Thế là có buổi khi em đi tắm hay là đi vệ sinh á, là anh là canh ở ngoài để anh mở cửa. Anh mở cửa anh không làm gì hết đâu, anh chỉ có mở cửa xong anh hú hà. Dạ. Thật là có mỗi lần anh hú hà như vậy em cảm thấy rất là áp lực. Nhưng mà vợ em kỳ lắm, bởi vì vì sao em hay trêu? Vì vợ em nhiều khi vợ chồng rồi ấy, nhưng mà còn e ngại nhiều thứ lắm. Em hù vợ em bảo trời là trời chồng ơi, bây giờ vợ đi tắm mà còn áp lực hơn đi thắp giảng nữa. Rồi còn cái tật gì nữa không? Có một cái tật nữa là ví dụ như những cái giờ mà được về với vợ thì anh rất là ham chơi thể thao, anh hay thích đá banh với đánh bóng chuyền. Anh không về luôn đâu, em thì ở nhà em trông ngóng quá trời, mình thì ở dưới đây cứ vậy anh chơi nốt ván bóng chuyền đã danh về. Trời đất ơi, cái này không được này. Phải tranh thủ tận dụng từng chút thời gian với vợ chứ. Vợ có lãng mạn không? Chắc là do đặc thù công việc của chồng em á, là khuôn khổ. Cho nên là chồng em so với những người khác thì chồng em không được lãng mạn giống như người khác đâu ạ. Nghe em bảo là em thích hoa hồng lắm. Đợt lúc nào về anh cầm cho em bông, anh mua cho em bông hoa hồng nhá. Kê thì đơn vị trồng nhiều hoa hồng mà. Anh ra ngoài vườn anh ngắt bông, anh bỏ trong cốp xe mang về tặng vợ. Tiện lắm. Như vậy là ở đây chú ý nha, hoa hồng mà mất là do anh ấy nha. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ nhân đây thì Lệ có muốn Hoàng thay đổi điều gì không? Nhân đây thì em cũng muốn là chồng em này về nhà để bớt càm ràm với em hơn. Thay vì càm ràm thì nói nhiều lời yêu thương với em hơn. Bởi vì con gái thì thường yêu bằng tai. Đúng mà. Đúng rồi. Thế còn Hoàng có thấy Lệ có cái điểm xấu gì mà mình bị vỡ mộng không? Dạ thì nói chung là cũng có đó chị. Vỡ mộng là cái đầu tiên ấy, là vợ em thì trước giờ cũng cứ nói bên gia đình ấy, là vợ em là gọn gàng nhất. Đến lúc về nhà thì em mới thấy là cũng chưa gọn gàng lắm đâu. Chiều đến em về là chuẩn bị đi nấu cơm là thấy nồi cơm rồi các thứ là nó chưa được đúng vị trí lắm. Thì em vừa dọn em vừa vợ em về là em nói liền. Thấy chưa? Cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Giống chồng em quá anh ơi. Không đâu anh ơi. Tại vì là các anh bộ đội á, tiêu chuẩn sạch sẽ và gọn gàng nó cao lắm. Đúng rồi. Cho nên là những người như em á, sạch sẽ cũng chưa đạt tiêu chuẩn với anh ở đâu. Cái tật xấu nữa là liên quan đến cái tật xấu thứ nhất. Em thấy mà nó không hợp lý như vậy, em nói vợ em mà vợ em mới làm câu chồng mà nói vậy vợ không nghe đâu.
đừng có quát vợ, đây là bỏ đi luôn. Tức là nói với vợ em là phải là nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đúng rồi. Giống như em bé vậy đó. Vậy vậy đó. Thì vợ em mới nghe. Nhân đây thì bây giờ Hoàng muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì cái đầu tiên là em muốn vợ em có một cái sự khoa học trong cái sắp xếp công việc á, thời gian và công việc, cái gì làm trước cái gì làm sau. Cái thứ hai nữa là cũng hiểu về cho cái đặc thù của em. Nhiều khi về là em cảm thấy em nói thế là rất là bình thường, nhưng mà vợ em nghĩ đó là em quát vợ em mắng vợ em cơ, nhưng mà không phải. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì, là trong tình yêu ấy, cái điều quan trọng nhất là sự chấp nhận. Giống như là Lệ nói từ đầu á, là mình chấp nhận rồi, mình chấp nhận tình yêu này rồi, dạ, là mình sẽ phải đối diện với rất nhiều những cái sau đó. Thế thì bây giờ tiếp tục chấp nhận thôi. Hai người phải chấp nhận những cái điều chưa được hoàn thiện ở nhau và cố gắng để thay đổi mình để cho phù hợp với người kia hơn. Thật ra thì cái câu chuyện của tụi em á, để đến được với nhau nó cũng rất là khó. Đến với chương trình thì em cũng xin cảm ơn gia đình hai bên đã cố gắng tạo điều kiện và động viên hai vợ chồng em trong cái khoảng thời gian mà tụi em chia cách nhau để tụi em có được ngày hôm nay ạ. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chỉ huy thủ trưởng cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện cho em cái thời gian mà dành cuối tuần đấy để xuống chơi với vợ em, để có thời gian để em cưa cẩm được vợ em. Đối với vợ em thì đứng lên đi. Nắm tay nhau nói nào. Trời ơi. Anh cảm ơn vợ cho suốt thời gian vừa qua. Em là một người hết sức dũng cảm và chịu hy sinh, chấp nhận anh để đến với anh và đến với cái ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Em cũng cảm ơn anh đã chọn em, đã cho em một gia đình. Cảm ơn anh đã chọn em làm người đồng hành với anh, cùng anh đi đến hết cuộc đời. Tự giới thiệu, em là Lưu Thiện Duẩn, em năm nay 33 tuổi, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Bên công việc gì? Dạ em làm bên ngành môi giới bất động sản. Dưới đó đất giờ còn miếng nào ngon không em? Tại chắc chắn là còn nhiều chứ anh. Giới thiệu cho anh nghe. Rồi nói tới chiều luôn bây giờ. Đất đai ở dưới đó là mênh mông á Bình Dương. Nhớ nghe chưa? Dạ. Rồi, mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, Trần Phúc Thuận. Em tên là Ngọc Dung, nay em 29 tuổi. Công việc của em là kinh doanh online. Vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau đấy là em là người tuyển dụng nhân sự, thì vợ em là người đến tuyển dự. Cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là vợ em xấu. Xấu? Dạ. Làm mà tôi cứ tưởng đó là lần đầu tiên gặp nhau là gặp cô này là em bị tiếng sét ái tình bởi cổ. Quý vị có đồng ý là cô dâu quá đẹp không? Dạ, tại vì là em cũng không có để ý lắm thì cái khuôn mặt lúc đấy thì hơi xương xương và hơi gầy. Đó thì em cảm thấy xấu vậy thôi, nhưng mà khi mà xong buổi tín dụng thì ra ngồi uống cà phê với nhau á, thì em lại thấy cũng có cái nét rất là dễ thương. Không mặt dễ thương, dễ thương. Hết xương quá thương rồi đó. Dạ. Rồi còn em sao, em cảm xúc đầu tiên khi em đối diện chồng thì sao? Lúc đó ảnh trắng bóc rồi mà ảnh cao, ảnh ốm, anh chỉ có 60-62kg thôi. Tức là tươi hơn bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp trai, ăn mặc thì là đẹp lồng lộng đó, vậy dạ, đi đẹp, đẹp Hàn Quốc gì đó. Ừ đó. Nghĩa là tuyển dụng xong thì em mới ra ngoài em ngồi uống nước, em nghỉ xong em mới về. Thì xong ngồi đó thì một lúc thì tự nhiên thấy ảnh ra, cái thấy ơ em ở đây, chỉ cái là mấy ảnh mới ờ thôi anh ngồi chung, cái hỏi thăm qua lại mới biết là hai vợ chồng ở thì trong thành phố Thủ Dầu Một luôn. Là ở gần gần đó, thì em học phía sau Đại học Bình Dương đó, thì ảnh à ở gần, khi nào rảnh thì nếu mà có duyên gặp lại thì mời cà phê. Xã giao vậy thôi, xong rồi về. Rồi sau đó thì có gặp lại nhau tiếp tục nữa không? Có chứ, tại vì khi mà ngồi uống cà phê á thì lưu số điện thoại vào trong máy rồi, thì 2-3 ngày sau em mới lục trên danh bạ ra thì cũng thấy số, rồi em mới nhắn tin. Nói chuyện thì lúc đấy thì bạn gái thì cũng chưa có. Mà cũng mới từ ngoài Bắc vào nên là cũng hơi buồn buổi tối, cho nên là mới nhắn tin rồi nói chuyện. Rồi cũng tán tỉnh chút xíu thì mới mời uống cà phê. Dạ. Rồi sao nữa khi... Tới chưa? Rồi, tới luôn chưa tới. Còn dài lắm, 3 tháng xong mới yêu cơ. Thì uống cà phê thì em mới phát hiện ra thì cô gái này cũng còn nhiều cái rất là dễ thương. Ví dụ? Thứ nhất là cái nụ cười thì em rất là thích. Với lại cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em, đúng như mong muốn của em. Ví dụ? Rất là nhanh nhẹ, tháo vát. Và phát hiện ra cái bí mật gì mà nó lư hớm hơn đâu. Có chứ. Thì cái đấy thì nó cũng hơi mắc cười và cũng hơi tế nhị. Kể nó không sao đâu. Thì cái đấy thì vào cái buổi đó, buổi cũng nói chung là yêu nhau rồi. Thì tối hôm đấy thì hai đứa đi chơi, thì em chở về tới nhà á, thì hai đứa đang đứng nói chung là lưu luyến một xíu nữa rồi mới về. Thì
thì đang nói chuyện thì tự nhiên thì vợ em thả bom một cái thôi. À thả. Từ cái tình huống đó thì tự nhiên thấy hai người gần nhau hơn một xíu nữa. Nói chung là cái nó rất ngoài ý muốn. Thế là em thì cũng đang nói chuyện, em cũng bắt mạch với chị khác luôn, thì anh cũng biết như vậy. Thì anh cũng bắt với chị khác thôi, nhưng mà nghĩa là mình về thì mình cũng quê. Còn anh này thì anh nghĩ suốt trong đời anh luôn. Thế bây giờ là anh nghĩ là sau này mà anh phải đem cái chuyện này anh nói cho con, xong mà anh nói cho mẹ. Anh cứ dùng cái đó anh uy hiếp. Uy hiếp là sao? Đấy là ví dụ như mà em ngoài không chịu làm chuyện gì cho ảnh là ảnh uy hiếp anh. Dạ, sẽ dạ đúng rồi đó, anh uy hiếp, anh uy hiếp chuyện đó. Em nghịch hay là em nghịch ngợm là anh uy hiếp. Coi như ngoài cái chuyện mà ảnh đã lỡ kể cho chị với anh Bin với tất cả mọi người nghe rồi, ảnh đã kể cho ai nghe rồi. Dạ chưa, anh kể chương trình này không, với em không nghĩ là anh kể. Nói chung là chồng em rất là kính miệng, rất là ý tứ. Nói chung là em có một người chồng rất là thương em, rất là ý tứ. Cái chuyện thả bơm là anh không kể ai nghe hết, anh chỉ kể cho toàn quốc nghe thôi. Nhưng mà anh này dễ thương đúng không? Dạ. Mới đầu thì mình hơi sốc chút xíu nhưng mà sau đó là dễ thương đúng không? Em trêu ảnh thôi. Tại vì ở trong nhà thì là làm cái gì vui, buồn hay này kia là đều một mình em. Nói chung là một mình em khuấy cả cái gia đình. Cho nên là những lúc mà nghịch ngợm hay này kia mà anh đang thách em mà đứng lại, anh sẽ bắt là anh sẽ đánh anh chết. Ví dụ vậy đó. Tại là em đâu có dạy gì, em đứng lại em vừa là giống em vừa đi em vừa ngoáy, em vừa chơi, em vừa chọc tức hết xong rồi là anh tức thêm chơi xong rồi em chạy. Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ khoảng 3 năm. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Vậy là gần 5 năm rồi đó, vợ dạ. Chồng quá son. Tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Ôi hèn gì mới chơi được trò đó. Rồi sau khi cưới về thì vợ em còn có những tật xấu nào đáng yêu không? Không còn tật xấu đáng yêu nhưng mà còn cái tật xấu không có vui. Đó là rất là làm biếng ăn. Lười ăn đúng không? Lười ăn và biết mình đang bị bệnh nhưng mà cũng rất là làm biếng ăn. Không ăn bữa bữa ăn không đúng giờ. À bệnh là bệnh cảm này nọ đồ hả? Đau bao tử ấy. Ồ nguy hiểm lắm mà. Làm biếng ăn hả trời? Ngay cả cái lúc em đi làm mà em không có nhà, bố bữa hoài, nói hoài không được, bao nhiêu năm không được. Còn em? Chồng sao? Kể tật xấu. Chồng em có tật xấu gì? Anh quá ít nói. Và anh có những cái lý do biện minh về cái sự ít nói của mình nó rất là khó chịu. Tại vì nếu mà mình không nói rõ ràng thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ràng. Anh cứ im lặng, ai nói đúng cũng im, sai cũng im, chửi cũng im, nói chung cái gì cũng im. Ví dụ cụ thể như là bạn bè hay là ai đó mượn tiền. Nó không phải là mình khó khăn trong chuyện đó nhưng mà cái tính em là em phải rõ ràng và cái gì cũng phải nói cho rõ. Thì bạn bè mượn tiền, thì mượn xong rồi vài ngày trả ví dụ như vậy thì cũng được. Nhưng cái vài ngày đó nó có thể kéo lên tới vài năm. Nhưng mà không bao giờ anh hỏi, anh cứ im lặng. Xong em hỏi sao anh không hỏi, anh nói thì hỏi gì hỏi. Nếu mà người ta biết điều á thì đúng ngày đúng giờ ta trả. Còn người ta đã không biết điều thì mình có nói thì cũng không có được gì, mình nói gì chi. Là đó là lý do. Xong hoặc là ai mà gây gỗ hay là làm cái gì mà khó chịu bực mình làm sai với mình á thì em hỏi sao anh không nói rõ là như vậy mình không thích hay này kia. Thì anh nói gì chi, trách mình chi, chẳng lẽ mình trách người ta thì mình bằng người ta rồi. Thì cũng là một lý do để cho sự im lặng tiếp. Như vậy cái này đâu phải là ít nói mà là không có muốn làm người khác bị tổn thương. Chứ còn ít nói sao em rủ được người tham gia chương trình này? Trời ơi, 100% là vợ em tác động đi đấy chị. Mà nãy giờ thấy hỏi tới đâu trả lời tới đó mà cũng nói nguyên bác lắm chứ đâu có ấy đâu. Ví dụ như nói luôn cả được cái bí mật của vợ. Ảnh nữa là ảnh hay kể nể người khác lắm. Ảnh kể nể chung tất cả. Cả nể và sợ người khác bị tổn thương đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không nghĩ tới em. Có nghĩa là anh không nghĩ tới tổn thương của vợ. Cái thời gian gần đây á là khoảng 2 tuần nay là em rất stress. Tại vì em kinh doanh thì cũng lâu rồi. Cái đầu tháng lại cuối tháng là công việc nó rất là nhiều. Tại vì nợ tiền hàng hóa rồi là buôn lên đơn, xỉ lên đơn là nó rất là căng thẳng. Em có phải làm việc là 24/24 gần là như vậy. Thì cái bữa đó làm mới sửa sang lại cái shop em là gắn cửa kính rồi gắn máy lạnh, làm thêm kệ. Thì bữa đó là em nhờ anh đi giao hàng. Thì anh đi em về, anh vừa mới về tới nhà thôi. Em nhanh lên đưa anh đi. Tại vì anh chuẩn bị đi đá banh. Em ấm mất rồi, em phải vừa bỏ ra chạy ra lấy hàng đưa anh đi nữa. Anh đi nữa thì đi xong rồi vừa về tới nhà là anh đưa tiền cho em để em trả tiền cho thợ. Xong đó là anh quay xe anh đi một phát luôn. Mà lúc đó là nhà thì là mễ kiến đó, rồi là cát bụi, nói chung là nó ngập đầu á. Mà đơn hàng thì nó đầy nhóc ra một mình em. Xung quanh không có ai hết, tự nhiên cảm giác một mình nó bị
cô độc mà giống như là mình không hiểu là tại sao mình phải làm hết như vậy. Xong em mới vào em ngồi ghế và em ngước mắt lên mà em khóc ấm ức mẹ được 30 phút đó cho nó hết cái giải tỏa của em. Xong em mới đứng lên em dọn dẹp rồi em mới bắt đầu là bình tĩnh, rồi em mới nhắn tin cho ảnh. Thì em nói là anh làm như vậy anh có thấy cái sự tổn thương ảnh hưởng tới em không? Ảnh không trả lời luôn. Thì lúc về nhà tối em xem lại hai tin nhắn ở trong máy không còn, em không biết là ảnh xóa hay ảnh không nhận được em không biết. Rồi tới giờ em cũng chưa có hỏi, là hai cũng hơn tuần rồi chiến tranh lạnh. Ảnh về thì em cũng dọn dẹp hết rồi, nhưng mà trong người em là lúc nào cũng chực trào, là em nghẹn ngào lên á. Xong rồi tối Linh ngủ thì ảnh lên ảnh ngủ ngáy hò hò rồi cả nguyên một đêm em nằm khóc tới sáng. Sáng vậy sưng mắt thì anh cũng đâu biết, đi làm bình thường đó nghe. Hôm sau thì cũng nói chung chiến tranh thêm một ngày nữa. Và sau đó thì chương trình mới gọi. Thì lúc đó em mới nói chung là em thích những cái chương trình, thích chương trình này lắm, em mới vui lên một chút. Tức là em mới suy nghĩ rồi thôi thì của hai vợ chồng cũng bình thường. Bây giờ là giờ em kể ra thì em mới biết đúng không vậy? Dạ em biết chứ. Tại em biết giờ em khóc nguyên đêm không? Cái nguyên đêm thì tại vì em ngủ làm sao em biết. Lúc trước là em cũng không đi đá banh đâu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái mức độ nhậu nó hơi nhiều, cho nên em cũng dành thời gian để đi thể dục thể thao cho nữa. Theo cái ý của vợ, cứ chiều lại là em đi đá banh à. Đó thì hôm đấy thì công việc thì người ta đến người ta làm cũng gần xong rồi, giờ chỉ còn dọn dẹp nó thôi. Thì em bảo là để tí nữa rồi anh đi đá banh về rồi anh dọn cho. Nhưng mà tại vì vợ em có cái tâm lý hơi nặng, hàng hóa nhiều quá thì sẽ chết, thì cái đấy em thực sự em không biết. Đó, cái đấy là cũng do lỗi của em, không có để không quan tâm đến của em. Nên là cái hôm đấy thì em cũng thấy vợ em như vậy thì em cứ để im rồi một ngày hai ngày rồi vợ chồng cũng lành lặn lại thôi. Dạ. Chị thấy vậy nè hai đứa, qua cái câu chuyện của tụi em á, chị có cái cảm nhận á là vợ em là một người phụ nữ giỏi đúng không? Giỏi giang. Rất là giỏi. Giỏi giang, quán xuyến và rất là biết điều. Dạ. Thì thường á những người phụ nữ như vậy á, họ hay che giấu những cái điều họ mong muốn ở đối phương, tại vì tức là mình cứ nghĩ là họ sẽ phải cảm nhận được cái điều mà mình đã cố gắng, những cái điều mình đã hy sinh chu toàn cho cái tổ ấm của mình. Nhưng mà cái điều mà em muốn á nó vượt cao lắm, mà không phải người đàn ông nào họ cũng làm được cái điều đó. Ý chị nói đây là như vậy, thành ra là em phải chấp nhận cái mà chồng em đang có là ở cái điểm tốt trước. Cái thứ hai, khi chồng em như vậy thì em phải chia sẻ, có nghĩa là em đừng có để chồng em đón ý em. Em phải nói, ví dụ như ngày hôm nay em nói, chồng em sẽ hiểu, chồng em sẽ thấy được là công việc của em là như vậy đúng không. Rồi thì em cứ tỉ tê em nói anh ơi thế này thế nọ ấy kia. Còn về phần em phải tập bỏ cái thói quen tự chịu đựng một mình và tự stress. Bởi vì em biết sao không, khi em có con cái stress nó lên rất nhiều, tức là nó còn nặng hơn như vậy nhiều lắm. Và như vậy nó rất dễ đi đến vấn độ gọi là trầm cảm sau khi sinh. Mà cái đó vô cùng nguy hiểm, cái đó mình bị mất ý thức luôn, tức là mình không biết mình bị luôn. Em hiểu không? Thì em phải tập từ bây giờ. Chị nghĩ chắc vợ chồng em đang mong mỏi có con đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì em nhiều cái stress như vậy quá, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề có con nữa. Đúng không? Thành ra mình phải thoải mái. Thậm chí em phải tập cho em vô tư đi một chút xíu, vô tâm đi một chút xíu, để đừng có cả nghĩ nhiều quá. Mệt đầu là khó có bầu luôn. Cô bé vô tư giỏi hơn chút xíu đi. Không có nói thiệt, cái đó là có lợi cho cả đôi bên. Cái đấy em mong muốn lắm đấy. Thiệt, chị nói thiệt tại mà. Tại em nhiều lúc em vô tư là vì em muốn vợ em như vậy. Bây giờ phải thoải mái, phải relax lên em. Chúc ta có con đi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng em mau chóng có được một em bé kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình của mình ha. Trong năm 2018. Đó là nhớ báo tin cho chương trình biết nha. Rồi, cảm ơn tụi em. Cảm ơn em. Trời ơi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. Dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm hay là đồ ăn? Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp. Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng, tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó bởi vì đó. Hỏi vậy để chị Dân nói đó. Ok mời em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Hôm bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ công việc. Dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên TikTok rồi ở trên Facebook và trang bay. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á,
bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Đó. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo phông á. Gọi là áo thun. Áo thun á, áo thun. Áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp. Là tròn trịa với đi cái đôi giày doctor á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa dạ có lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế, búp búp quá. Dạ búp búp là xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhắt à, nhòm nhắt rồi không có ấn tượng. Sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta là đi chung luôn, đi tức theo là nhỏ bạn. Đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia, đi với anh kia. Đúng rồi rồi mắt mới thì mặt sọt chi làm cho thấy chứ tại không nghĩ gì chứ, đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không, là chưa chắc giọng đi phải không Vũ? Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống đúng mở đó. Cửa là thấy thích rồi, đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng múp là muốn tới luôn rồi đó. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy như sao sau cái bữa cà phê đó đỏ thì chắc sau... chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có, là sau đó là tuần sau á là đi chơi hát karaoke. Hát karaoke mọi người đi hát karaoke, thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn, không ăn uống gì đúng không? Chắc là từ chối khéo đó. Em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm là luôn cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ, chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin đâu quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á, xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke, xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á, thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh chạy xuống quận 9, tức là em ở Dĩ An, anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về, em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về, cái này anh giận cái anh chạy về chưa là gì mà cũng giận luôn vậy ấy, là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này. Rồi, mà lúc đó nha, đi xong không, đúng không? Dạ, máu không. Mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới, cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi, chảy tràn lan luôn, kêu đi
kêu đi may không? Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che đi cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Xài đài đèn trên hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của cái sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Nói. Trời ơi, gân đứt bặt bặt. Không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Trời ơi, thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực nghe không? Chắc dạ, té xỉu khô luôn. Máu. Khô máu. Dạ đúng rồi. Giỡn đúng không? Nhưng mà bữa dạ đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Mày máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mệt lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn em phát hiện. Nhưng mà không có phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại, cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi thôi đi ra bệnh viện coi coi sao mà không đi. Không đi bệnh viện thì không đi. Nhờ cái anh kia. Không, để anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, đúng rồi. Em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái thẹo dài của này. Thấy nhộn nhạt mà thấy cái gân ổng ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy cái mặt ổng trắng rồi đúng không? Rồi lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái mành tái mét luôn. Thì rồi á mà máu lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ông nhâm ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à, mà đã vì máu nó còn mà máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lè xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu vì sự cố đó. Xong bữa đó chắc yêu thương. Đúng rồi, đúng là sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy nhưng mà nó nghe nè. À, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Lỡ phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Hôm nay em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, và sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là nó bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn má lén là đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á. Em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Bà dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì bà không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ? Thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng hai người nhỏ bạn đâu. Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó nên em tại vì nó ở sau nó ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng như em sợ ma nghe thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ông về ông ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết. Nhưng mà cũng không có biết là sống thử, nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Em thì tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là coi như là
tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Thôi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không, không có không cho đụng chạm gì hết. Không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngày gì đâu đúng không? Không không ngủ ngày, không ngủ. Nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nó là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả, bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ lúc đó mà mấy cô ấy chủ động. Bữa này sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm. Cũng tấy ma tấy máy gì đó mà thấy im ru im ru luôn. Bất ngờ. Sau cái bữa, sau cái buổi mà suýt đánh nhau như vậy. Dạ, đúng rồi, sau bữa đó. Vô thấy mà làm im re liền. Nằm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa đó xong rồi. Có sự cố xảy ra không? Thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Giờ 2-3 tháng sau á. 2-3 tháng sau là có bầu. Có bầu. Nghĩa là đêm nào cũng là đêm cây thành trái luôn. Đúng, đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn á. Kiểu được như một là lần ý là ý là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có thể tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Nhiều. liên tục 7-8 lần đó. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Không như là một đêm mà hì hục là liên tục luôn. Cây đêm cây liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ. Là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng bụng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép bên cưới á. Tức đi. Là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi.
ở cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Ừ. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Ừ. Còn rồi bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kênh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối An nhỏ. Nhiên đó là Bối Bối lớn. Bối An Nhiên lớn. Dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, đó. Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Dạ. Hôm nay em đang có dẫn bạn theo. Dạ không. Ồ, có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá, cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nào đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á chồng em á, em gặp chồng em á xong chồng em ít nói lạnh lùng, trời ơi kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Rồi với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi không, hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối, nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ. Rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm. Mà game nói nè. Dạ. Ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. PUBG gì đó. Mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đang đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, hông núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn, mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập vớt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà kế bên để chuẩn bị đập mình hứng đó. Qua cạn đó. Cho chị đó. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn đó. Chứ không quát, không có. Không không, chạy không quát rồi chắc lúc cũng biết sai. Tại trời quá rồi. Mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết rồi. Bỏ rồi. Bây giờ bỏ rồi, sau lúc đó tại luôn. Nhưng mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Thí dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em hứa. Hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Coi như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có nhiều lắm đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình thì nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Thí dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Thí dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia cái nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã. Nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy đó. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì?
mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, múa này múa kia về rồi mày tạo bất ngờ. Ừ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ phút đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy là em thích cái gì, để cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ. Mà lãng xẹt thì nhiều. Là mình. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền. Đó, chứ mình đừng có chần chừ nhiều lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết. Tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Dạ. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản đâu đó. Em nói đi. Để mình đoán nghe trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết, gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Tí anh năn đó là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn? Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ, ngon đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Thánh tình ra ngoài ai cũng bảo. Em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em cũng bị tổn thương không? Không. Không. Em bình thường. Em còn nói... Nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á. Cái đó. Thế mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ. Đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la? La chồng trước mặt người ta, người la không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt thì không la. Có la trước mặt bối không? có bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu, em nạt nó, em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mày lại như vậy, mẹ không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu, bảo bố của ba mà. Của ba, bảo bố mà. Rồi sao nữa? Thì hãy giận hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí, bảo anh đi không nó nguội á, anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn nữa, không ăn nữa, đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Rồi ở nhà công việc nhà, ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con này rất là em hết luôn. Không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Thôi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em không muốn thay đổi. Phải giúp bà một phải giúp. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì. Chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn, để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy ăn xong nhiều rồi, nó bị dở bữa,
sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bữa tối đi ăn nhiều không? Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Rồi xong kiểu cũng sợ vợ mệt xong rồi cứ mệt nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là cái máy giặt hư. Dạ, giặt tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu bị giờ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui. Là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt đúng rồi, thể dục tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Thôi là em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất hư cái bàn tay. Ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia mà thấy nó dễ thương lắm. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương luôn. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng. Đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em không nói không dừng được. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.